người mệnh kim hợp nghề gì, giúp sự nghiệp vượng phát. Hiện nay, lựa chọn ngành nghề phù hợp với ngũ hành sẽ mang lại nhiều may mắn và thành công, có được khả năng thăng tiến cao trong sự nghiệp. Nếu bạn thuộc mệnh kim, để biết mạng kim hợp nghề gì nhất, hãy cùng theo dõi clip sau đây để biết thông tin chi tiết nhé. Khám phá tính cách của người mệnh kim trong công việc. Ngũ hành có thể nói lên khí chất bẩm sinh của con người, từ đó sẽ luận giải được những năng lực, ưu thế và vận khí của người đó. Đa số những ai mệnh kim đều có sự quyết đoán và tham vọng. Họ có thể hy sinh mọi thứ xung quanh để theo đuổi sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, vì họ quá tự tin vào những gì mình làm được nên rất cứng nhắc, kém linh hoạt, khó thay đổi hay có tính chất đối đầu với người khác. Người mệnh kim là người nghiêm túc nên không dễ nhận được sự giúp đỡ của người khác. Do đó, khi chọn được một ngành nghề phù hợp với bản mệnh, sự nghiệp của người mệnh kim sẽ dễ dàng thăng tiến, gặt hái được thành công. Lý do nên chọn nghề hợp với mệnh kim. Việc định hướng nghề nghiệp phù hợp với ngũ hành luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm, bởi nó sẽ mang lại nhiều thành công và may mắn, tạo nên điều kiện để có được những thăng tiến cao trong sự nghiệp. Những người mệnh kim thường hợp với hướng Tây, Tây Bắc và những nghề có liên quan đến vật liệu, kim khí hay máy móc. Tuy nhiên, khi chọn nghề nghiệp bạn cũng cần phải dựa vào năng lực, kiến thức kết hợp với nhu cầu của xã hội để tìm ra nghề nghiệp phù hợp nhất với mình. Mệnh kim hợp nghề gì? Theo ngũ hành thì thổ sinh kim, đây là quan hệ tương sinh, hỗ trợ, hành này sẽ là tiền đề phát triển cho hành kia. Do đó, nghề hợp với mệnh kim là những nghề thuộc hành thổ, hành kim. 1. Những nghề thuộc hành thổ cụ thể như sau. Người mệnh kim sẽ rất phù hợp với những nghề khai thác tài nguyên, khai thác khoáng sản, thiết kế nội thất, môi giới bảo hiểm, quản lý hành chính doanh nghiệp, cố vấn doanh nghiệp, bất động sản hay khai thác đất đai. 2. Những ngành thuộc hành kim cụ thể như sau. Người mệnh kim sẽ rất phù hợp với những nghề thuộc chính bản mệnh của mình như kinh doanh trang sức vàng bạc, kim cương, đá quý, sắt thép, cơ điện, phụ tùng xe, kim khí điện máy, công nghệ sản xuất phần cứng máy tính, thiết bị điện tử hay sản xuất trò chơi, âm nhạc và kiến trúc sư. Mệnh kim không hợp nghề gì? Những nghề mệnh kim cần tránh không nên lựa chọn, đó là nghề thuộc hành hỏa, vì hỏa khắc kim, bao gồm các công việc là ẩm thực, quán ăn, pháo hoa, lính cứu hỏa, kỹ sư nhiệt điện, cắt tóc, mỹ phẩm, đầu bếp, thủ công mỹ nghệ, ca hát nghệ thuật, hội họa, điện ảnh, sáng tác, tạp chí. Trên đây là chia sẻ về những nghề hợp mạng kim. Hy vọng thông qua chia sẻ này bạn đã biết được mạng kim hợp với nghề gì. Ngoài lựa chọn nghề hợp mệnh, bạn cũng nên kết hợp với sở trường, năng lực cũng như nhu cầu thực tiễn của xã hội để quyết định chọn một nghề để theo đuổi. Chúc bạn gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên để lại bình luận, like và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Xin cảm ơn.